Từ khóa giúp bạn trở thành một người tuyệt vời. Làm thế nào để được trở thành một người vợ, một người chồng hoàn hảo, một người con hiếu thảo, một người bố mẹ thấu hiểu con cái và trở thành một người có thể bán được nhiều hàng? Thì có một từ khóa dành cho các bạn. Các bạn hãy luôn ghi nhớ từ khóa này, thấu hiểu về từ khóa này thì chắc chắn các bạn sẽ trở thành một người tuyệt vời. Đó là từ nhu cầu. Khi mà tiếp xúc với một ai đó, các bạn hãy cố gắng thấu hiểu nhu cầu của họ là gì, sau đó đáp ứng nhu cầu của người đối diện thì chắc chắn lúc đó bạn sẽ trở thành một người thành công. Từ ví dụ nhé, nếu như bạn gặp một cái người mà người ta đang có nhu cầu về phát triển bản thân, nhưng bạn lại cứ thao thao bất tuyệt nói về lịch sử, nói về nghề rèm của bạn chẳng hạn, mặc dù những cái vấn đề đấy bạn rất là am hiểu, nhưng mà người đối diện họ không có nhu cầu đó, họ không muốn nghe. Như vậy là bạn đã thất bại rồi. Và 9 nhu cầu của một con người cơ bản, đó là nhu cầu thứ nhất, nhu cầu về sống, ăn, ở, mặc, nhu cầu ấy ấy đó. Và cái nhu cầu này thể hiện rõ nhất ở lứa tuổi dưới 18 và lứa tuổi những người già. Ví dụ như các bạn gặp một người già mà các bạn nói chuyện về ông bà mơ ước trở thành ca sĩ hay là diễn viên gì không, thì họ sẽ không thích nghe. Mà gặp người già thì các bạn hãy hỏi này, là dạo này cụ ăn được bao nhiêu bát, xương khớp cụ có đau không, dạo này cụ có khỏe không. Còn ví dụ nói chuyện với con trẻ thì các bạn hãy nói chuyện về là làm thế nào để cưa được crush, làm thế nào để cho anh chàng ấy theo đuổi mình, hoặc là ở đâu ăn ngon mặc đẹp thì các bé sẽ rất là thích. Còn nếu như các bạn nói về phát triển bản thân, nói về làm thế nào để được để danh có danh vọng, làm thế nào để trao được nhiều giá trị thì các bé sẽ không thích. Có một số lứa, một loại lứa tuổi nữa là tầm 20-22 thì lứa tuổi này cũng có nhu cầu sống rất là cao. Các bạn trẻ mà mới đi học đại học ấy thì các bạn ấy sẽ có tìm những chỗ ăn ngon mặc đẹp vui chơi, và khi mà nhìn thấy những cái nhu cầu đấy thì chúng ta cũng sẽ cung cấp được những cái dịch vụ để có thể kiếm được tiền. Cứ ở đâu có nhu cầu là ở đó chúng ta sẽ kiếm được tiền. Nhu cầu thứ hai của con người đó là nhu cầu về an toàn. Khi mà chúng ta đã có đủ ăn đủ mặc rồi thì chúng ta sẽ muốn có an toàn, ví dụ như ăn sạch này, ăn rau sạch này, ở sạch này, thực phẩm sạch này. Mình ví dụ nhá, các bạn có thể là người đi tư vấn rèm mà gặp một người khách rất là giàu có rồi, họ đang quan tâm đến nhu cầu sức khỏe nhiều hơn là vấn đề tiền bạc, thì chúng ta sẽ tập trung giới thiệu cho khách những cái bộ rèm, ví dụ như bộ rèm của Hàn nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản, đó là những bộ rèm kháng khuẩn chống bám bụi, thì các bạn chỉ tập trung nói về những cái vấn đề đó thôi thì khách hàng sẽ rất là thích. Các bạn đừng quan tâm đến là màu sắc nó sắc nét lắm hay là chất liệu làm bằng cái gì, cản sáng cản nắng như nào, lúc đấy họ sẽ không quan tâm, họ chỉ quan tâm đến nhu cầu của họ đang có lớn nhất ở trong họ thôi. Vì thế mà nhờ cái nhu cầu này mà các công ty bảo hiểm ra đời từ đây. Các bạn có biết tại sao mà con cái chúng ta hay nói dối không? Còn chồng chúng ta đi uống rượu bia mà cũng phải nói dối không? Bởi vì họ sợ mất an toàn. Con cái chúng ta mà nói thật là con đi chơi thì sẽ sợ bị mẹ mắng. Chồng mà nói đi uống rượu bia thì sẽ bị vợ càu nhàu cằn nhằn. Chính vì thế mà họ sợ mất an toàn nên họ không dám nói thật. Vì thế mà mỗi khi mà họ nói thật thì chúng ta đừng có cắt đứt những cái nhu cầu đấy của họ. Họ có nhu cầu đấy thì mình giúp họ đạt được và dưới sự kiểm soát. Ví dụ như con đi chơi đến mấy giờ về, con đi chơi ở nhà ai, chứ đừng có cấm đoán tuyệt đối. Và nhu cầu thứ ba của con người đó chính là nhu cầu tiền bạc. Có một câu như thế này, các bạn hãy nhớ cho mình nhé. Ai cũng muốn có nhiều tiền, thì tất nhiên rồi, ai cũng muốn có nhiều tiền. Nhưng câu thứ hai này, ai cũng muốn có nhiều tiền hơn hiện có. Bởi vì thế mà các bạn hiểu là tại sao những người giàu mà họ thấy hàng khuyến mại có thể được tặng thêm chai nước hoặc tặng thêm cái móc khóa thì họ đều sẽ thích mua hơn. Hoặc là họ thấy hàng ra giảm giá là họ sa vào, bởi vì nhu cầu của họ là ai cũng có muốn có nhiều tiền hơn hiện có. Chính vì thế mà các bạn hãy nhìn vào cái đặc điểm đó, mà khi mà các bạn bán hàng hoặc các bạn đưa ra những cái chiến lược kinh doanh thì hãy luôn nhớ về khuyến mại hoặc là tặng kèm hoặc là giảm giá thì sẽ đáp ứng được nhu cầu về tiền bạc này của hầu hết tất cả mọi người. Thứ 4 đó là nhu cầu yêu thương. Các bạn biết tại sao một người phụ nữ mà được một người đàn ông nhắn tin mặc dù là mình có chồng có vợ rồi nhưng mà cũng không từ chối mạnh mẽ hay là quyết liệt? Bởi vì là mình đang có nhu cầu yêu thương nên là người phụ nữ đấy không nhắn tin từ chối quyết liệt.
Và có ba, các bạn nhớ cho mình là có ba cái nguyên nhân để một người đó hành động quyết liệt. Thì nguyên nhân thứ nhất đó là nỗi sợ. Người ta sợ không được yêu thương nên là người ta mới làm. Người ta sợ không sợ nghèo nên người ta phải quyết tâm hành động để người ta giàu lên. Người ta sợ xấu nên người ta phải đi thẩm mỹ. Thì cái nguyên nhân để dẫn đến hành động này thì cũng không được hạnh phúc, bởi vì người ta sợ mà nên người ta không vui vẻ được hạnh phúc. Cái nỗi sợ thứ hai đó là cái nguyên nhân mà dẫn đến người ta hành động thứ hai đó là lòng tham. Vì người ta sợ không có, vì người ta muốn con giàu hơn nên là người ta phải cố gắng làm việc. Người ta muốn lòng tham được yêu thương nên người ta phải quyết tâm giành lấy bằng được. Và cái nguyên nhân dẫn đến hành động này nó cũng không được hạnh phúc, bởi vì là khi mà người ta có lòng tham, người ta đạt được cái mục đích đấy rồi thì lòng tham trong người ta lại nhân đôi lên, người ta lại muốn có nữa, và lúc nào người ta cũng trong trạng thái là chưa có đủ, và người ta sẽ luôn luôn làm tiếp nữa, và như thế người ta cũng sẽ không được hạnh phúc. Và cái điều thứ ba mà khiến một người hành động mạnh mẽ đó chính là tình yêu thương. Khi mà người ta nghĩ rằng vì yêu thương vợ chồng, vì yêu thương con cái mà người ta quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền, thì đó, nếu như xuất phát hành động xuất phát từ tình yêu thương thì nó là một điều rất là tuyệt vời. Và chính vì thế mà các bạn hãy luôn hành động vì lý do là yêu thương, chứ đừng hành động vì lý do là nỗi sợ, hay là vì lý do là